Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, bài tựa Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm phi mạng lễ. U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, lạy Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ, địa là dày chắc, tạng chứa đủ, cội nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới ho ho vòng vũ, mây sinh mưa báo số khôn lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thế, hoặc rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật bê đời đồng khiên chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, người khiên địa tạng đức vô lượng, lòng từ gia chứa hạnh lành, trải bêu số kiếp độ sanh khỏi nàng, trong tay để sẵn gợi vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh, tay cầm cháo sáng tròn huỳnh, hào quang soi khắp bê nghìn đại thiên. Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền thổi căn, địa tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân diêm phù. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện hương nguyện mây hương màu này khắp cùng mười phương cội cúng dường tất cả Phật tôn phép các Bồ Tát vô biên chúng thanh văn về kẻ thảy thánh hiền duyên khởi đài sáng chói trùm đến vô biên cội song khắp các chúng sanh đều phát bồ đề tâm xê lìa những nghiệp vọng trọn nên đạo vô thượng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Bài văn phát nguyện. Lạy đấng tam giới tôn uy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rằng thọ trì kính địa tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kỹ thái nghi đều phát bồ đề tâm, hết một béo thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài cỡ khai kinh. Phép vui diệu rất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, nay con thấy nghe được thọ trì nguyện hiệu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô U Minh Giáo Chủ hằng nguyện độ sanh, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sanh độ thần phương chứng bồ đề, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thần thông trên cung trời đeo lợi. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ nhất. Một, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thở nọ tại cung trời đeo lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó, bất khả thiết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt ngoài hiện sức, đại trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng. Sanh can cường làm cho vui chúng, nó rõ, phép khổ, phép vui, khiên xong chư Phật được sai thị dễ kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn vầng mây sáng rõ lớn, như là vầng mây rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát mẹ nhễ, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất kể tuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền tịnh độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. 2. Trời rồng hội họp.
Khi Đức Phật phát ra bất khả thiết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời, rồng, quỷ, thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời Đeo Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đeo Lợi, trời Tu Diễm Ma, trời Đâu Xúc Đề, trời Hóa Lạc, trời Thế Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phủ, trời Đại Phạm, trời Tiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Tiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Vãng Quẻ, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quẻ Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhược, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Mê Hê Thủ Lê, cho đến trời Phi Thường, Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ, tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những quỷ thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chằm, thần lúa mẹ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, vân vân. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như Ác Mục Quỷ Vương, Đàm Huyết Quỷ Vương, Đàm Tinh Khí Quỷ Vương, Đàm Thai Nộn Quỷ Vương, Hành Bệnh Quỷ Vương, Nhíp Độc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Đại Ái Kính Quỷ Vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. B. Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi, tất kể chư Phật, Bồ Tát và trời, rồng, quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đeo Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến ta dùng Phật nhãn xem cũng không đếm xiết. Số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thể kiếp lâu xa đến nay, hoặc để độ, đương độ, chưa độ, hoặc để thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lâu xa về trước, con để tu căn lành chứng đạt trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quẻ tham văn, trời rồng, thám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau đều nghe lời thành Phật thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lạy văn đi nữa cũng chưa khỏi hỷ bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hạnh gì, lập nghĩa gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quý như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mì, tri lâu, đế núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật là một sông Hằng, rồi cứ một số cát trong mỗi sông Hằng, một hộp cát là một quả nước, rồi trong một quả nước cứ một hộp bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp kể. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chúng quể quỵ thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thời Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Tham Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, hối thần tội nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trên thiện nam, người thiện nữ nào nghi danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng bái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vị khoác đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đeo Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. 4. Trượng dễ tự phát nguyện. Này Văn Thù Sư Lợi, trải về bất khả thiết kiếp lâu xa về trước, tiền nhân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trượng dễ tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử, phóng thấn cụ túc vạn hạnh Như Lai. Trượng dễ tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghiêm phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật: Tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế? Khi ấy Đức Sư Tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo trượng dễ rằng: Muốn chứng được thân tốt đẹp như này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi,
Trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: từ nay đến tổng số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết kể, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai, ngày lập nguyện rộng đó, nên đến nay để trải qua trăm ngàn muôn ức vô số bất kể tiết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Năm, Bề Lê Môn Nữ Cứu Mỹ. Lời thể bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu Lề Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy đã thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bề Lê Môn. Người này nhiều đời trước phúc sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bề mỹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi tam bảo. Thuở ấy, mặc dầu thánh nữ đêm nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bề mỹ người, hầu làm cho bề mỹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bề mỹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bề ấy chết, thần hồn sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mỹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ biện bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đêm cúng dường tại các chùa Pháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tại Tự Vương đắp vỉa ô dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi bị tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mị tôi xâm vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mề lòng víu liếu mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quấy lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mị ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mề quái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi chưa nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, mẹ ngươi đương chiêm bái đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ tội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền thiết xỉu xuống, tay chân mình mãi đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lỡ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rẽ ở trên này bên này, xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thọt chìm thọt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lệ lùng, hoặc nhiều tay, hoặc nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngồi miệng biến nhọn giữa gương giường gươm, lùa những người tội thần gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm bắt đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi vị vương rằng: đây là chốn nào? Vị vương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thuyết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghĩ trong núi Thuyết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải sức ôi thần, còn phải do nghiệp lực,
Ngoài hai điều này, rê ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi, nhưng cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế? Và có những người tội cùng với ác thú dữ. Hoa độc đáp rằng, những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hầu, cứu quốc khổ nạn cho. Lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào kể. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ để gây tạo, mà cảm lấy béo khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội về biển này, cách biển này 10 muôn dặm tuần về phía đông, lại có một cái biển những do sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại là một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của bê nghiệp mà kém về ra. Đồng gọi là biển nghiệp, chính là bê cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi vị vương Vô Độc rằng, địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng, trong bê cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực cớ đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ cực, khổ sở. Bực kế nữa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi vị vương rằng, thân mẫu của tôi mới khóc gần đây không rõ thần hồn của người phải xe về chốn nào. Vị vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống viên làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu của tôi mưu tính tà đạo, khinh chơi ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đồ lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát họ tên là gì? Thánh nữ đáp rằng, thân phụ và mẫu thân của tôi đều dòng dõi Bè La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi Lê Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Dược Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quấy lắm nữa. Tội nữ Dược Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay để bê ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mị mẹ sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa phép, thời đức giác hoa định tự tại vương Như Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục mình. Ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thác sanh kẻ. Nói xong, vị vương chắp tay chào thánh nữ mà kéo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức Giáp Ho Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thờ nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bởi ngài Văn Thù Sư lợi rằng, vị vương Vô Độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Phân thân tập hội. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ hai. Hóa thân cùng biến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghi, bất khả lượng, bất khả thiết, vô lượng, vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đeo lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng để được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức Nayathe, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thể đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cha trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thờ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời đeo lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. 2. Đức Như Lai an ủi ủy thác.
Bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng so đảnh của hóa thân Địa Tạng. Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả tiết, vô lượng vô số thế giới, mẹ dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh kiên cường như thế, làm cho lòng chúng nó được phục bỏ tề về chánh. Nhưng trong 10 phần quẻn còn 1-2 phần chúng sanh viên thiêu tánh ác, muốn độ chúng đó, ta cũng phải phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó họ có người căn tánh sáng lị, nghi pháp của tê thờ liền tín nhận. Hoặc có người phải ân cần khuyên bảo được thành tựu, được thiệu quệ. Hoặc có kẻ vì tội nghiệp phế nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngủ ngộ. Tê phân ra nhiều thân độ thoát những hệ chúng sanh, mỗi mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi eo rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quen thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo. Tỳ kheo ni yêu bệ tắc ưu bệ di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn lê hán, bích chi Phật về Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Chế chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xin tê, để trải qua bao nhiêu số kiếp nhập nhằn độ thoát những chúng sanh kiên cường đầy tội khổ đó, khổ khai hóa như thế, ngồi ra những kỹ chưa điều phục được, thời phải thiêu nghiệp thọ béo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường giữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ tê ở cung trời đeo lợi ân cần phó chúc đây mà gán độ chúng sanh, lần cho chúng sanh trong cõi tây bề này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn điều khổ, gặp Phật, được đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình rơi lệ thương cảm, mẹ bạch cùng đức Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rất nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí hệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình rê ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hề xe thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho vi kính ngôi tam bảo khỏi hẳn vòng sinh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một hột bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mấy lông tóc, con đều được thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật mấy lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, tôi hỗ trợ cho ông được tội nguyện. Từ đó số kiếp lo xe đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng vẻ Bồ Đề, vén chúng sanh nghiệp duyên tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ B. Phật mẫu thưa hỏi: Lúc đó Đức Phật mẫu lại bề lê dê phu nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi diêm phù đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ phải béo rê thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến vất độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, nhận đến bậc tham văn về bích chi Phật vân vân cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội béo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bề mê dê phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghi tội béo trong cõi diêm phù để chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh mẫu, trong mong ngài lắng nghi nhận lấy, tôi sĩ lược nói việc đó. Thánh mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. Hai Bồ Tát lược thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những tội béo trong cõi nam diêm phù đề như dưới đây: Như có chúng sanh chẳng hiểu hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha,
Mị kỷ đó phải đọa vào vô giác địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc cứ tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại vân vân, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh dễ làm thầy sa môn kỳ thuật tâm chẳng phải sa môn, làm dụng của thường trụ trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tự nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mẹ lấy một vật, kỳ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thám mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thì phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bề Mê Dê Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, thứ cớ đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ cớ lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến 1 muôn dặm, rửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác, riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu vi một muôn 8000 dặm, tường ngục cao 1000 dặm, tông bằng sắt kẽ, lửa cháy hở suốt trong suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật kẻ giường. Đến nghìn một muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm đầy chật kẻ trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp để tạo ra nó kẻm vờ như thế. Là những người tội chịu đủ sự khổ sở, trách nhìn vĩ dạ xoa cùng với lời ác quỷ, răng nanh biến nhọn giường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhón, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có vị dạy xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dời lên trên không, lấy chĩa hướng lấy để lại trên giường. Lại có diều hao bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đấm xuống giường, kéo lưỡi rê rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, giấy sắt nóng đỏ vón lấy thân người tội. Một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải về ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hội thời sanh nhờ với địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác đó hư hội thời sanh lại sanh vào cõi khác nữa, lúc cõi khác đó hư hội thời cũng xoay quần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này, những sự tội béo trong ngục vô gián như thế đó là địa ngục đá gia cá năm điều kịp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? 1. Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải về vô số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 2. Một người tội thân đầy chật kẻ ngục, nhiều người tội mỗi thân cũng đều đầy chật kẻ ngục nên gọi là vô gián. B. Những khí cụ để hành hình tội như chĩa bê, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối dễ, cối xay, cưa, đục, dao mét, chảo dầu sôi, lý sắt, dây sắt, lụa sắt, ngựa sắt, chế sóng, niền đầu, nước sắt nóng, rưới thân, đối thời ăn hòn sắt nóng, khác thời uống nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián.
4. Không luận là trai hay gái, mường máng mội rợ dề trĩ, sang hèn hoặc là rồng là trời hoặc là thần là quỷ, ở gây tội ác theo đó mà cảm lấy tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. 5. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khổ một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết với đặng thọ sanh, do vì lý điên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thách Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tế của những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dẫn đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bề mê dề dê phu nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiết lo rầu, bè chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui rê. Nghiệp cảm của chúng sanh. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ tư. Một Bồ Tát văn chỉ. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh về nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Di Phật, Ngài A Dật Đê thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tính thức của nó không định, họ viên làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, còn viên làm lành thời kết thành vẻ báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh rê, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê làm chướng nạn trải đến kiếp số nhiều như vui trần, ví như lời kế bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thọt hoặc tạm được rê rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông trót để lập nguyện trải về nhiều kiếp phát thệ rộng lớn đổ hết kẻ hàng chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? 2. Định tự tại vương bạch hỏi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội các vị Địa Tạng Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cứ mong Đức Thế Tôn lược nói cho rõ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Lắm nghi, phải khiếu suy xét đó, ta sĩ vì ông mà giải bày rõ ràng. B. Ông vua nước lân cận. Vô lượng vô số nê gia thê bất khả thiết kiếp về thể trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thượng thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 60 kiếp khi Ngài chưa xuất gia. Thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tại những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương chức để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ cho dân chúng ấy làm cho điều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: Như tôi chẳng trước độ những kỷ tội khổ làm cho điều đặng an vui chúng vẻ bồ đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, còn ông vua phát nguyện chưa hết những chúng sanh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. 4. Vương mục cứu lệ cứu mị. Lại vô lượng vô số kiếp về thể trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân vì đi tuần tội giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Vương Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán,
Lấy Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Vân Mục thưa rằng: Ngày mẫu thân tôi khóc, tôi làm việc phước thiện để nhờ đám mẹ cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào. Lấy Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát. Thầy thấy bề mị của Vân Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. Lê Hán hỏi Vân Mục rằng: Thân mẫu ngươi lúc sanh tiền để làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Vân Mục thưa rằng: Ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt lời kế trạnh, phần nhiều là hay ăn kế con về trạnh con, hoặc chiên hoặc nấu theo hồ mẹ ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số kế trạnh của người để ăn thời đến hơn nghìn muôn. Xin tôn dễ thương xót chỉ dạy phải làm cách nào đỡ cứu thân mẫu tôi. Lê Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng: Ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vĩ đất hình tượng Đức Phật, thời kỷ còn cùng người mất đều được phúc lợi. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của họ tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di, Đức Phật phóng ánh sáng. Mẹ bảo Vân Mục rằng: Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đối lạnh thời đừng biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sẽ một đứa con trai chưa đầy mấy ngày để biết nói. Trị đó buồn khóc mà nói với Vân Mục rằng: Nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy vẻ báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người tới phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kỷ hệ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Vân Mục biết chắc là mị mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: Để là mị của tôi, thời phải tự biết tội của mình, để gây tạo nghiệp chi mẹ bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trị đáp rằng: Do hai nghiệp giết hại sinh vật về chơi bay mắng nhất mẹ thọ béo khổ, nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ thiêu tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Vân Mục hỏi rằng: Những việc tội béo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trị đáp rằng: Những việc tội khổ nói ra càng bất mãn bất nhẫn, giàu đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được. Vân Mục nghe xong than khóc rơi lệ, mẹ bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội cùng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mị mẹ tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hệ tiện, cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ những vẻ béo xấu đó nữa, tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mẹ phát lời nguyện rằng: Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng bê ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo địa ngục súc sanh về nghèo quỷ vân vân. Những kỷ mất phải tội béo như thế, thành Phật kể rồi, vậy sau tôi mới thành bậc chánh giác. Vân Mục phát nguyện đó xong liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Này Vân Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mị mẹ phát ra lời thọ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta ven xét thấy mị nhà ngươi lúc mạng 13 tuổi, khi bỏ béo thân này sĩ thác sanh làm người phạm chí sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu sống lâu đến số không thể tính kể. Sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người trời số đông như thế, như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành độ Vân Mục thể đó nay chính là Võ Tận Ý Bồ Tát, thân mẫu của Vân Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn Vân Mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy, trong nhiều kiếp lo xe về trước, ngài có lòng từ mẫn phát rê hàng hề xê số lời thờ nguyện độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhận đến kỷ chẳng tin luật nhân vệ, kỷ tệ dâm vọng ngữ, kỷ lưỡng thiệt ác khẩu, kỷ hủy bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo.
Nếu gặp được hàm thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, trừ chấp khoảng khảy móng tay, những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thở vi kính về chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dân cúng dường những y phục, đồ ăn, vật uống các thứ trong bảo, thời người đó trong những trong năm trăm nghìn muôn ức kiếp sau, thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu, hoặc lúc phút trời hết sinh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp, lại nhớ được cội ngành nhân vẽ trong các đời trước của mình. Này định tự tại vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hậu tiên truyền lưu bố rộng rê. Ngài định tự tại vương bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật về tiên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định tự tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Năm Tứ Thiên Vương hỏi Phật: Bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xê nhẫn lại để phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn chưa đổi hết, ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa? Quý mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng: Hay thay, nếu vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, thay vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại về vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi Diêm Phù Đề, ở nơi tê bề thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát thấp kẻ chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. 6. Phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: Từ kiếp lâu xê nhận đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ đời này, lại ven xếp vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây dây mãi không dứt. Vì lý đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện: Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới Tây Bề, dùng trăm nghìn muôn ức phương chướng để giáo hóa chúng sanh. Này bốn ân Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kỹ sát hại loài sinh vật, thời ngày dạy rõ về béo vì uông lụy đời trước và phải bị chết yểu. Nếu gặp kỹ trộm cắp, thời ngày dạy rõ về béo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kỹ tề dâm, thời ngày dạy rõ về béo làm chim si sĩ bồ câu yên ương. Nếu gặp kỹ nói lời thô ép, thời ngày dạy rõ về béo viếng thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kỹ hay khinh chê, thời ngày dạy rõ về béo không lưỡi miệng lễ. Nếu gặp kỹ nóng giận, thời ngày dạy rõ về béo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kỹ bổn xẻn, thời người dạy rõ về béo cầu muốn không được tội nguyện. Nếu gặp kỹ buông lung săn bắn, thời ngày dạy rõ về béo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kỹ trái nghịch che miệng, thời ngày dạy rõ về béo trời đất tru lục. Nếu gặp kỹ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngày dạy rõ về béo cùng mê đến chết. Nếu gặp che gỉ mị gỉ ăn ở độc bé, thời ngày dạy rõ về béo thác xanh ở lại hiện thời bị rối vọt. Nếu gặp kỹ dùng lưới bắt chim non, thời ngày dạy rõ về béo cốt nhọc chia lìa. Nếu gặp kỹ hủy bán thêm bẻo, thời ngày dạy rõ về béo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kỹ khinh chê giáo pháp, thời ngày dạy rõ về béo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kỹ lạm phế của thường trụ, thời ngày dạy rõ về béo kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kỹ ô nhục người hạnh thanh tịnh về vu bén tăng chè, thời ngày dạy rõ về béo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kỹ dùng nước sôi hay lửa chiếm chặt giết hại sinh vật, thời ngày dạy rõ về béo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kỹ phế giới phạm trai, thời ngày dạy rõ về béo cầm thú đối khác. Nếu gặp kỹ phung phí phế tổng của cải một cách phi lý, thời ngày dạy rõ về béo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kỹ tê kêu mạng cống keo, thời ngày dạy rõ về béo hiền hề bị người sai khiến. Nếu gặp kỹ đâm chọc cây gỗ, thời ngày dạy rõ về béo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kỹ tề kiếm mơ tín, thời ngày dạy rõ về béo thọ sanh vào chốn hiểu lánh. Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề từ nơi thân khẩu ý tạo ác, các vẻ trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế, hiện nay chỉ nói sơ lược đó thôi.
những nghiệp cảnh sai khác của chúng sanh trong chúng chim phù đề như thế. Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa đó, những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải về nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nơi các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ phật mà lui rê. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện viễn thượng hết. Bổn nguyện Địa Tạng đạo đeo lợi thiên cung thần thông hiểu hóa độ vần mong, đời ngũ trượt khó thông, chúng sanh can cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Danh hiệu của địa ngục. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ 5. Một, Phổ Hiền hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân dễ, xin ngài vì trời rồng bác bộ về tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ béo của hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bè cùng diêm phù đề này, về nói những sự về vẻ béo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết lại những vẻ béo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân dễ, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo, về ác báo, hai danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân dễ, những phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi, dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại E Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đeo, lại có địa ngục tên là Họa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giác Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xe, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Nghiêu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏ Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đệm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hồn, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đê Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân dễ, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Cứu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Nếu, địa ngục Đồng Tỏ, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mãn, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nhe, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ học 1 hoặc 2 học B học 4. Nhận đến trăm nghìn trong số đó, danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân dễ, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác, về tiền nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp vật rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dụng miệng kẻ, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mè, cho là không tội, sau khi chết đều có vẻ béo, giàu đến mấy muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tay nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những tội béo nơi địa ngục, trong mong nhân dễ tạm nghi lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Chào từ lâu tôi đã rõ tội béo nơi bê đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân dễ nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân dễ mà biết vi hướng về pháp giáo của Phật. B. Tội béo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân dễ, những sự tội béo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội
rê mề cho trâu cày đến đó. Họ có địa ngục môi tim người, tội để cho vĩ dạ so ăn. Họ có địa ngục vẹt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội. Họ có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy. Họ có địa ngục từng mực lửa lớn bay tắp vào người tội. Họ có địa ngục từng kẻ thân kẻ thuần lại băng giế. Họ có địa ngục đầy vô hạn đồ phẩm tiểu. Họ có địa ngục leo gai chăm sóc. Họ có địa ngục đâm nhiều giáo lửa. Họ có địa ngục chỉ đập vai lưng. Họ có địa ngục chỉ đốt chân tay. Họ có địa ngục cho rắn quấn sân quấn rắn sắt quấn cắn. Họ có địa ngục xua đuổi chó sắt. Họ có địa ngục đóng ách lùa sắt. Nhân dễ nhiều vẻ béo như thế, trong mỗi mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ thể cụ để hành hình. Điều lệ bằng đồng, bằng sắt, bằng đế, bằng lửa, bốn loại khí cụ này là do các hành nghiệm với ép của chúng sanh mè kẽm vời rê. Nếu tôi thật ra kể những sự việc về tội béo ở địa ngục, thì trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi đương sức oai thần của Đức Phật, về vì nhân dễ hỏi về nói sơ lược như thế, nếu nói rõ kẻ thời cùng kiếp nói cũng không hết. Như Lai tán thán, tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ 6. 1. Phật phóng quang dẫn bảo. Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, xoay khắp đến trăm nghìn muôn ức hàng hà xe cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát về trời rồng vĩ thần vân vân, lắm nghi hôm nay ta khen ngợi rao bày những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với thời rồng vĩ thần vân vân nên dùng nhiều phương thức chút để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Hai, phổ vãng thưa thỉnh. Nói lời ấy xong, trong phép hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Vãng cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế. Trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tiên nói các sự nhân vệ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bất bộ về chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bổ Ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: lóng nghi, thế sĩ vì các ông nói lược về những sự phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghi. B. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bởi Ngài Phổ Quảng Bồ Tát: trong đời sau, như có người thiệt nam kỹ thiệt nữ nào nghi được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là hiến luyến mộ, người đó sẽ vơi khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như các kỹ thiện nam hay người thiền nữ nào, hoặc là họ vĩ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trùng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đeo lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời để hết mà sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương không hề bất sự lợi lớn. 4. Khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lần cúng dường tượng vĩ Địa Tạng Bồ Tát về những tượng cốc bằng đất, đế, kiêu sơn, đồng sóc vân vân, ngày ngày thường đêm hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa tràng phan, tiền bạc vật báu vân vân, cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại, thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thả thân gái, trừ khi vì lòng từ phát nguyện còn phải thả thân gái để độ chúng sanh, nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát về sức công đức đó, trong 5.000 muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. 5. Thân xinh đẹp. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu các người nữ nào chán thân xấu xí về nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ, chừng trong khoảng một bữa ăn,
Người nữ đó trong nhiều vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhèm thân gái, thời trăm nghìn muốn úp đời thường làm con gái nhà vua cho đến đời vương phi giọng giữa nhà vang lớn cùng con gái. Các vị đại tượng dễ, tưởng mạo đôn trên xinh đẹp. Do việc có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đạo phước như thế. 6. Vị thần hộ vệ. Lại nữa, này phụ quản, như có người thiện nam, người thiện nữ nào có thể đối trúc tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc ngâm kê khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khiến hóa được một người hay nhiều người. Những hạng người đó ở trong đời hiện tại cũng thể vị lai sau, thường được trăm nghìn vị vĩ thần ngày đêm thiếu hộ vệ, còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó, huống lại để cho người đó phải chịu các tai vẻ bất ngờ. 7. Khinh chê mắc tội. Lại nữa, này phụ quản Bồ Tát, trong đời sau như có người ác nè, người ác và ác thần ác quỷ nào thấy kỹ thiện nam, người thiện nữ quy y cung kính, cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê, là không có công đức cúng cùng, không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng rê cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khiêng bảo người khác cùng chê, hoặc khiêng bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Thời những kỹ như thế đến sau khi 1000 đức Phật trong huyền kiếp nhập diệt kẻ bị tội béo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng. Phế khỏi huyền kiếp này mới được thọ thân nghề quỷ, rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải về 1000 kiếp nữa mới đặng sanh làm người. Giàu được làm người nhưng ở vào hàng bằng cùng hiền hệ tật nguyền thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo nữa. Này phổ vãn, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội béo xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh ác kiếp mà khinh chê phế diệt. 8. Tiêu tội chướng. Lại nữa, này phổ quản Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, còn sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chim beo thấy quỷ dữ cho đến kỹ thân tích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường người hiểu hoặc bị bóng đi, hoặc với quỷ thần cùng đi trở về nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu ríu thê thảm sầu khổ, đời đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kỹ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân. Đối với người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh mà đối trước kinh tượng, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ, xứng lên như vậy mê lần để cho người bệnh được nghe biết, giả sử như thần thức của người bệnh để phân tán đến hơi thở để giấc, thôi học một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến 7 ngày cứ lớn tiếng xứng bạch như trên về lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung thời giàu cha từ trước có tội về nặng nhẫn đến năm tội vô gián cũng được giải thoát hẳn, tọa sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, học bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vỉa hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác vỉa đắp, người đó khi thọ vẻ béo chắc đặng nhiều lợi lớn. Này phổ quản Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khi kinh này họ có lòng cung kính đối với kinh, thời ông còn phải dùng trăm nghìn phương trước khiến hóa người đó phát lòng siêng năng, chớ đừng lỡ thoát thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. 9. Siêu độ phong linh. Lại nữa, này phổ quản Bồ Tát, như những chúng sanh đời sau hoặc trong giấc ngủ hoặc trong chim bao thấy các hạng quỷ thần nhẫn đến làm đến các hình lệ, rồi buồn bã hoặc khóc lóc hoặc rầu rĩ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ sệt vân vân, đó đều là vì hoặc che miệng con em hoặc chồng vợ vướng thuộc trong một đời, 10 đời, 200 đời, 1000 đời thử quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lợi nơi nào được cứu vớt nỗi khổ não, nên mới vậy mách bảo với người có
tình khúc nhục trong đời trước còn mong làm phương tiện gì để hầu được tốt khỏi ác đạo. Này phụ quản, ông nên dùng sức oai thần khiến hàng viễn thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát chí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc đủ số bê biến hoặc đến bảy biến. Như vậy kỷ viễn thuộc nương mắt trong ác đạo kia, khi tiếp tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ đặng giải thoát cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. 10. Khỏi nô lệ. Lại nữa, này phổ quản, như đời sau này có những hạng người hệ tiện hoặc tế trai hoặc tế gái, nhận đến những kỹ không còn được quyền tự do, rồi biết là do tội nghiệp đời trước gây ra không phải xém hối đó. Thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Những người trên đó sau khi mạng béo thân hệ tiện ở hiện đời, trong niềm muôn đời về sau thường sanh vào bậc tôn quý, trọn không bao giờ còn phải xe đọa vào bê đường hé khổ nữa. 11. Sanh con dễ nuôi. Lại vậy nữa, này phổ quản Bồ Tát, về trong thời sau này, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng Sát Đế Lợi Bề Lê Môn Trượng Dễ Cư Sĩ, tất cả các hạng người về những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh đĩa hoặc con trai hoặc con gái, nội trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bèo này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Được vậy, thời đứa trẻ hoặc trai hay gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vệ chi cũng đặng thoát khỏi kẻ, nó sẽ an ổn vui vị dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. 12. Ngày tập trai tụng kinh được phước. Lại về nữa, này phổ quản, trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 20, 24, 28, 29 và 30. 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhị. Tất cả những cử chỉ động, cử động, cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Huống lửa này những kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tề giam, phòng ngữ, trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh đối đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh mỗi người đó ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc không khổ 100 gia tuần không có gì xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà của người ở đó, tất cả mọi người về học trẻ về hiện tại vị lai đến trăm nghìn trăm năm xe khỏi hẳn các ác đạo. Trong 10 ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này phổ quản, vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thiết trăm nghìn muôn ức những sự oai thần lực lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng bê chữ hay năm chữ trong kinh này, học một bài kệ hay một câu, thời những người đó hưởng sự an vui lệ thường trong đời hiện tại, trong nghìn muôn đời và vị lai, thường được thác sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp, vì bê danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tiên bày ngợi khen Ngài Địa Tạng Sĩ xong, Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quản Bồ Tát liền vì xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con để rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Sau nay, vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo Ngài Phổ Quản, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Đây là tên thứ ba. Do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bế kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quản Bồ Tát tin chịu, chắp tay cung kính lễ Phật mà chui ra.
lỗ vọng và lui ra. Lợi ích của kỹ còn người mất. Tham gia cộng đồng Bồ Tát, phẩm thứ 7. 1. Khuyên tu thánh đạo. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm động niệm, không chi lệ chẳng phải tội. Nếu gặp những việc vừa phép sự, lợi lành phần nhiều, thối thất tâm tốt ban đầu còn, hoặc khi gặp chiến sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kiểu mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đẹp lúng lúc sau. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùm đế bớt cho, hoặc là đội dùm hết kẻ, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khiên gán làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi vùng này đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời còn phải suy nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh viên theo thói ác bắt đầu từ mãi muốn rồi lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh viên thói chẳng làm lành ấy sắp sửa mạng chung, thời che mỹ cùng thông vướng về người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc triêu phan lộng về tháp điền giàu, hoặc chuyển độc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghi tiếng, nghi biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó để gây tạo, suy tính đến vẻ báo, thời đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo, song nhờ thông vướng vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các đường tội ác của người đó thể đều tiêu sạch. Như sau khi người đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời, hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kỹ thông vướng hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lý trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng, tám bộ chúng người với phi nhân vân vân, mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi diêm phù đề: Ngày lâm chung kỹ thông thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại về chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tới lễ vĩ thần cầu cúng hay quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cha đến tới lễ đó không có một mảy muốn chia lợi ích cho người chết kẻ, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi để chứng đặng phần thánh huệ, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy uông lụy phải đối biện, chậm sanh vào chốn lành. Huống gì là người kia chết lúc sinh tiền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo nghiệp, theo ác nghiệp của họ để gây tạo, mà tự phải bị xa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nó nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xe đến tiệc lương thực để ba ngày, đồ vật của người đã mang vác nặng hơn trăm con, bỗng gặp kỹ lân cận lại gửi một ít đồ hoặc nữa, vì vậy mà người xứ xe càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông giọt nước, bằng một hạt cát, một miếng bụi nhỏ, thời tất cả chúng sanh đó đều được tự mình được lợi ích kể. Hai trưởng giả bạch hỏi: Khi Ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng vẻ vô sanh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính về thưa hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi nam diêm phù đề các chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng vướng thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ, vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết trai cúng dường làm những phước lành, thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? B. Kỹ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nên tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng thở vị lai sau, nương nơi oai thần của Đức Phật mà nói được về điều đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai lúc sắp mạng chung mà nghi đặng danh hiệu của một Đức Phật,
danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát kể. Như có một người nam cùng nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người mạng chung hàng thông viếng kỹ lớn người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc về thánh đạo. Thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thông viếng hiện lo tu tạo đó. Bởi vì kế trên đây, nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai, nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng để tu hành thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hiện mà đến. Thần hồn vô vọng, mịt mờ chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày, như ngây như điếc họ ở tại các ti sở đỡ biện luận vừa nghiệp vẽ. Khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mẹ thọ lấy vẻ báo. Trong lúc mẹ chưa biết chắc ra làm sau đó, thời để nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày, luôn luôn trong ngóng hàng khúc nhục thông viếng tu tại phước lành được cứu vớt cho. Về khoảng 49 ngày thường, thời cứ theo nghiệp mẹ thọ lấy vẻ báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội phải trải về trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián thì phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại về nữa. Này ông trường dễ, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế, mạng chung hàng khúc nhục thông viếng có làm chay được giúp thêm phước làm cho người chết đó. Thời khi sắm sửa chưa rồi, cùng trong lúc đương làm chớ cá đêm nước gạo lấy rau quăng quăng đổ vải ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép về không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó trộn không được mảy phước nào kể. Nếu có thời kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đêm dâng cúng cho chư Phật cùng tăng, thời trang bảy phần công đức người chết hưởng được một phần. Này ông trường dễ, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, sau khi cha mẹ hay người thân viếng chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thời những người như thế, kỹ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích kể. Lúc Ngài Địa Tạng nói lời này, tại con trời đeo lợi, các số nghìn muôn ước nê gia theo vĩ thần cõi Diêm Phù Đề, đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông tượng dễ đại biện, vui mừng vâng lời dạy, làm lễ mề rui ra. Các vua Diêm Lê khen ngợi. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ 8. Một, Diêm Lê Vương cùng Vĩ Vương Vân Tập. Lúc đó trong dãy núi Thất Vi có vô lượng đại Vĩ Vương cùng với vua Diêm Lê đồng lên cung trời đeo lợi đến chỗ của Đức Phật. Các vị Vĩ Vương đó tên là Ác Độc Vĩ Vương, Đê Ác Vĩ Vương, Đại Tránh Vĩ Vương, Bạch Hổ Vĩ Vương, Huyết Hổ Vĩ Vương, Xích Hổ Vĩ Vương, Tán Ương Vĩ Vương, Phi Thân Vĩ Vương, Điển Quan Vĩ Vương, Lan Nhe Vĩ Vương, Đàm Thú Vĩ Vương, Phù Thạch Vĩ Vương, Chủ Hảo Vĩ Vương, Chủ Họa Vĩ Vương, Chủ Phước Vĩ Vương, Chủ Thực Vĩ Vương, Chủ Tài Vĩ Vương, Chủ Xúc Vĩ Vương, Chủ Cầm Vĩ Vương, Chủ Thú Vĩ Vương, Chủ Mị Vĩ Vương, Chủ Sẻo Vĩ Vương, Chủ Mạng Vĩ Vương, Chủ Tộc Vĩ Vương, Chủ Hiểm Vĩ Vương, Tên Mục Vĩ Vương, Tứ Mục Vĩ Vương, Ngũ Mục Vĩ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Ene Tre Vương, Đại Ene Tre Vương. Những vị đại Vĩ Vương như thế vân vân. Mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu Vĩ Vương, kẻ thầy ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị Vĩ Vương đó cùng với vua Diêm Lê nương sức hơi thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng. Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đeo lợi đứng về một phía. Hai, vua Diêm Lê bạch Phật. Bây giờ vua Diêm Lê vì gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị Vĩ Vương nương sức oai thần của thần Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đeo lợi này, mà cũng vì là vì chúng con đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cha.
Đức Phật bảo vua Diêm Lê rằng cha phép ông hỏi tế sĩ vì ông bề dạy rõ. Bây giờ vua Diêm Lê chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngói lại ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường dùng 100.000 phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ. Ngài không từ mệt nhọc, ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế. Nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đổ vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế. Nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng phải chịu đương về đường lành để được giải thoát mãi mãi. Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. B. Phật giảng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm Lê rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây trong 100.000 kiếp để từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cõi gốc nghiệp duyên về làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kiếp nghiệp dữ, phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người vay mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa, cùng bùn xối, sư tử, rắn độc, bò kẹp. Người ven đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều phép thuật lẽ có thể trừ sự độc hại đó cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa, các loại ác độc vân vân. Chợt gặp người ven lạc đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm mẹ nạn, bèn vội bảo rằng: Ô hay, này ông kia, có nhân sự gì mè vào con đường hiểm mạng này? Ông có phép thuật lệ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới trở lại đường hiểm mạng nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối đó ra ngồi đường hiểm nạn khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: Này người lạc đường, từ nay về sau chứ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: Nếu ông có gặp kỹ viên người thân cùng những người đi đường hoặc trai gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ấp phải tổn tánh mạng, chứ đỡ cho những người ấy tự về chỗ chết. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng sanh nó sanh lên cõi trời, cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó biết sự rõ sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi, khi để được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người bên đường kia lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt cha ra khỏi, bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người bên đường nên đi lạc vào đó. Nay đặng thoát khỏi rồi, trọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa, thời là còn mơ làm không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình để từng xe lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi, sanh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. 4. Vị vương bày thiện nguyện. Bây giờ ác độc vĩ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng vĩ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn thương hại cho người, mọi mỗi điều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi về thế giới ác nhiều lành ít, đi về sân nhà người, hoặc thành ấp xóm làng trại vườn buồn nhà trong đó, như có người trai kỹ gái nào tu được một chút phước lành, bằng mảy lông sợi tóc cho đến chia một lép phan, một bẻo cái, chút hương chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc đồng tục kinh tụng
tung kinh, đốt hương cúng dường, một bài kệ, một câu kinh, vân vân. Hàng vị vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ của các đức Phật thở với khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kỹ có phần chức trách về cuộc đất đai đó, đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ cùng sự tai nạn quốc kỳ, bệnh tật hiểm nghèo, thình lình cho đến những việc không vừa ý đến còn chủ của các nhà đó, huống là đỡ vào cửa. Đức Phật khiên quỷ vương rằng, hay thay, các ông cùng với vua Diêm Lê có thể ủng hộ, kỹ thiện nam, người thiện nữ như thế, tay cũng truyền cho các vị trời phạm vương đến tích hộ về các ông. Năm, chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị vĩ vương tên là chủ mạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nguyện duyên của con là cai vẽ về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tử, con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi đổi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? 6. Khi sanh nở nên làm lành kiên ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặn nhiều sự an vui, hàng thân viếng cũng được phước lợi. Hoặc khi để hệ sanh rồi nên cẩn thận cho cái giết hại sanh vật, đỡ lấy những vị tiên ngôn cung cấp cho người sẽ mẫu ăn, cùng nhóm họp kể hàng viếng thuộc lại để uống rượu ăn thịt cây sen. Đừng xéo, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mỹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sản phụ nguy hiểm đó có một số lời vị dữ cùng mê quái tinh bị muốn ăn huyết tanh. Nhờ các con sớm để sai các vị thần linh xét trạch thổ địa bảo hộ mỹ con người ấy, làm sao cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đang lĩ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mẹ trái lại giết hại loài sinh vật hội họp thân quyến vì lý này để phạm tội lỗi rất phải, từ thở lấy tay vệ bị con đường tổn. 7. Lúc chết nên tu phước. Lại người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kỳ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo, huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cõi phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn cả trăm nghìn vĩ thần ác đạo học biết tre hình che mị, nhận đến làm hóa người thân quyến, chắc dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền để sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nên tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không biện được lễ thành điều dữ, cho đến mắt cùng tay không còn thấy nghi gì hết, hạng thông viếng của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể làm cho người chết thức khỏi chống ác đạo, các thứ mê quỷ ác thần tẩy đều phải lui tay kẻ hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu đặng nghi danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghi danh hiệu một bài cỡ kinh điển đại thừa, con xin xét thấy hạng người ấy, trừ năm tội vô gián, cùng tội sát hại những nghiệp ác nho nhỏ đáng lý phải xe về chốn ác đạo, liền đặng thoát khỏi kẻ. 8. Đức Phật căn dặn. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Như về trong đời về sau, các kỷ niệm người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mạng vĩ vương bạch Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn cho lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ cho chúng sanh ở cõi Diêm Phù để lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui kể, chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tin theo lời của con để nói trên thời đều giải thoát đặng lợi ích lớn. 9. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vì đại vĩ vương cai vẽ vào tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải về trăm nghìn đời làm vị vĩ vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại vĩ chớ hiện thiệt thòi, không phải quỷ. Với 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Thịnh là tịnh trụ. Thọ mạng của Đức Phật đã đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại vĩ vương đó không thể nghĩ bề như thế, hàng trời cùng người được vị ái độ thoát cũng đếm không số,
không thể hạn lượng. Xưng danh hiệu chư Phật, tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nơi con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đoạn nhiều lợi ích lớn, cứ xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà dưỡng nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính để phải lúc vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp thở về quá khứ, các Đức Phật trên đời hiệu là vô biên thân Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật nay mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, vốn là vị đắp hình tượng của cúng dường. Tán thán, người này được vô lượng vô biên phúc lợi, lại hằng hề xe kiếp về thời quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là biểu thắng Như Lai. Như các người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật nay phát tâm quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác, lại vừa thở quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là bê đầu mê thắng Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát quê lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm. Lại bất khẽ thiếu, bất khẽ thiếu, vô số kiếp vừa thở quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là sư tử hống Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mẹ phát tâm vi y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cha. Lại vừa thở quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là Câu Liêu Tôn Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi phép hội của 1.000 Đức Phật trong hiện kiếp làm vị đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thời quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bề Thi Như Lai. Như các người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sao đọa vào chỗ ác đạo, thường được sanh vào chốn trời, người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hàng hè xe kiếp về thời quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là Đê Biểu Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, lại về thời quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là Biểu Tướng Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quẻ A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp vừa thở quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là Khe Xe Tràng Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100.000, trong 100 đại kiếp. Lại vừa thở quá khứ, các Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hề chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Tát. Lại vừa thở với khứ, có Đức Tịnh Nguyện Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Lượng, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diệt Phật. Có bất khả thiết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thổ vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là nam, hoặc là người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh, lúc tử, đặng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung hàng thoang viếng trong nhà, nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đám mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đá trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch kẻ, năm tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề đáng liệu trải về ức kiếp hẳn không rê khỏi đặng vẻ khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đám mày xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch, huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Viễn trung hết.
Bổng hạnh Địa Tạng thời nguyện rộng sâu, gợi vàng chao sáng độ chúng sanh. Địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiên thành, khỏi mắt khổ trầm luân. Nam mô thường trụ tập phương pháp, Nam mô thường trụ tập phương pháp, Nam mô thường trụ tập phương pháp. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, vì gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhị có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100.000 đời. Những sự ái tạo làm sao thế, cứ xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay theo ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đeo lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe, xin thưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề, các vị quốc vương, hàng tuệ phụ quan chức lớn, hàng đại trượng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bè lê môn, vân vân, nếu gặp kỹ hết sức nghèo túng, nhận đến kỹ tộc nghiền cấm ngọc, kỹ đứt gây ngôi mù quán, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hệ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kỹ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị vất vương đại thần đó, vân vân. Đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị vất vương đó phát tâm đại từ bi đối với kỹ rốc mật nghèo cùng với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thóc bảo, huống là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ ăn uống, vân vân. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bề la môn, vân vân, gặp chùa thép thờ Phật, hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ đặng trong bê kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lệ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đá mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì vị vất vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị vất vương cho đến hàng bề lê môn, vân vân, gặp chùa thép của Đức Phật thể trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách trễ, liền có thể phát tâm tu bổ lại vị vất vương đó, hoặc tự mình đích thân la sửa sang, hoặc khiến hóa người khác, cho đến khiến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường đỡ cách duyên lành vị vất vương đó. Trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó, trong 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ, nếu lại ở nước chùa thép, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác. Được như vậy thì vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sĩ thành Phật kể, bởi vẻ béo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng về la môn gặp những người già yếu tộc bệnh, về người phụ nữ sinh sản, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn, đêm thuốc men công nước dường chiếu bố thí, làm cho những kỳ ấy được an vui, phước đất đó không thể nghĩ bèn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua sáu tầng trời cổ dục, không bao giờ đổ vào ác đạo, cho đến 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ rốt ráo, sĩ thành Phật đạo. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị vất vương bề lê môn, có thể làm những việc bố thí như thế, sĩ đạo vô lượng phước lành, nếu lại có thể nở đêm phước đức nó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận làm nhiều hay ít rốt ráo, sĩ thành Phật kể, huống gì là những vị trời phạm vương, trời đế thích, vua chuyển luân.
Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khiến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như các kỹ thiện nam người thiện nữ đều ở trong Phật Pháp Mẹ Diêu trồng chút ít cội phước, lành chừng bằng cái lông, sợi tóc, hột cát, mẩy bụi, phúc lợi của những người đó sĩ hưởng thọ không thể ví dụ như thế nào được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như các kỹ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, như có thể đem công đức hồi hướng cho kẻ phép giới chúng sanh, thời phúc lợi của người ấy không thể ví dụ như thế nào được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như các kỹ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghi thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường, người ấy được về béo lớn vô lượng vô biên, nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp phép giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ như thế nào được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như các kỹ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa thép và kinh điển đại thừa, nếu là kinh thép mới bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy ngợi khen khắp chắp tay cung kính, nếu gặp kinh thép cũ hoặc như rách thời xưởng sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khiến người khác cùng đồng phát tâm, những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường là vua các nước nhã, cùng vị đàn vật chính đó thường làm vua Chuyển Luân, lại dùng phép lành mè gieo hóa vua các nước nhã. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kỹ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành để chiêu trồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa Pháp, hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông, một mẩy bụi, một hạt cát, một giọt nước, những sự lành như thế không lượng nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp phép giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường thừa hưởng thọ sự vui thượng diệu, còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà học tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong bê đời, cứ là một phần sự lành thời được hưởng quả báo tốt muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức và sự bố thí như thế đó, Địa Thần Hộ Pháp tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Lao Định Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Phổ Huyền, Ngài Văn Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình thể đổ độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hồng mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay về vị lai sau, nơi chỗ sạch sĩ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đế tri của mày dựng cất cái khém cái thất, trong đó có thợ họ vĩ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm ngưỡng ngợi khen thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, b là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng được tội ý kể, sáu là không có tay họ về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc như hao việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần thiêu hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như các người thiện nam kỹ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này về cúng dường hình tượng của Bồ Tát,
thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ vân vân thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Leo Địa Thần rằng thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì kết giao, vì đất đai trong cổ Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, các đế lúa mì, chi lau, gạo thóc của máu, tất cả những thứ từ đất mà có rê đều nhờ nơi sức thần của ông kể. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau như các kỷ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng tụng đọc kinh điển này chỉ có thể tu hành thêm một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn hiện để dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, cho đợi tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghi nơi tai, huống nữa lại đỡ cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng phiến thuộc của Phạm Vương Đế Tích, phiến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rút ráo sẽ lìa biểu khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế, thấy nghi được lợi ích. Tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát phẩm thứ 12. Một, Đức Phật phóng quang tiên kéo. Lúc đó từ trên đảnh môn, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt hơn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lạnh, tia sáng tướng mây lạnh lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vườn mặt trời, tia sáng vườn mặt trời lớn, tia sáng vườn mặt trăng, tia sáng vườn mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế xong, lại nói cho những tiếng vi diệu mề bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng, trời rồng, người cùng phi nhân vân vân, lắm nghi, hôm nay ta ở tại cung trời đeo lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự vượt về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chúng quẻ thập địa, những sự rốt ráo không lui sụp nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hai, phán thơ âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, vì gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức về sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đệ từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát, dù cho các đức Phật trong thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tiên nói các sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tiên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát đỡ đặng phước lành. B. Đức Phật tán thán về hứa khẽ. Đức Phật bảo Ngài Vén Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Tây Bề, những hàng trời rồng hoặc nam tử, nữ nhân hoặc thần hoặc vĩ, cho đến chúng sanh mất phải tội khổ trong sáu đường, nếu kẻ nào nghĩ danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tượng đến ông cùng khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người cõi trời, hưởng đủ sự vui vui diệu. Khi nhân vệ sắp thành thục, liền được Phật thọ khí cho. Nay ông sẵn lòng từ bi thương xót các loài chúng sanh, mẹ tế bộ chúng sanh chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên ông nên lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói đó. Ngài Vén Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Thức Tức Tôn, con xin thưa muốn nghe. 4. Thấy nghi thêm phước trời.
Bảo ngài viếng thăm Bồ Tát trong các thế giới về thể hiện tại hiện nay và vị lai sau. Các vị trời nào hưởng phúc trời đại mãn năm tướng suy heo hiện ra nơi thân, họ các kỹ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo. Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng si heo hiện, hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghi tên ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng thụ sự vui sướng rất nhiều, không bây giờ còn phải bị đọa lạc vào bê ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghi danh hiệu Bồ Tát, rồi đếm các thứ hương hoa, đồng y phục, đồ ăn uống, vật báu, chuỗi ngọc vân vân, bởi bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Năm, người bệnh được lợi, lại về nữa. Này với tơ âm, trong các thế giới về thể hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường như các kỷ sắp mạng chung mà đã nghi một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thốt với lỗ tai, thì kỷ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ mê ác đạo. Cũng chi là lúc sống mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân viếng đêm của cả nhà cửa, vật báu y phục vân vân của người sắp mạng chung đó bà làm của chi phí để tô đắp hay họ vĩ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, lời làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghi biết rằng hàng thân viếng thuộc đêm nhà cửa vật báu vân vân vì mình mẹ tới vĩ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp béo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được làm lành là mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp béo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thể đều tiêu sạch. 6. Tiên vong được phước. Lại về nữa, này Vén Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có kỹ nam tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc năm ba tuổi, hoặc lúc năm lên năm tuổi, tuổi 10 tuổi trở xuống mè, chết mất che mỹ cho đến chết mất anh chị, em. Đến khi người đó không lớn, nhớ tưởng đến che mỹ cùng hàng thân viếng không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vĩ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến nghi danh hiệu của ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến bảy ngày, đừng thối thất tâm ban đầu, nghi danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường. Thời viếng thuộc để sống khóc của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp. Nay nhờ công đức tô vĩ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm ngưỡng cúng dường của con cái hay anh em chị em, nên liền đặng giải thoát được sanh lên cõi trời, cõi người hữu quả vui thù thắng vi diệu. Còn như viếng thuộc để sống khóc của người đó cấp phước lành để được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng thọ vẻ vui thù thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân và bậc tánh hữu vô lượng vẻ vui. Như người đó lại tha thở trong 21 ngày, chân lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ một số muôn biến, sĩ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, bắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân viếng sớm khốc kia để sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng viếng thuộc. Nếu người đó lại tha thở trong mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị vệ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời món ăn đồ mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các sự tai vệ còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân rốt ráo. Rồi người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ khí cha. 7. Nguyện lớn sớm thành. Lại về nữa, này Vén Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như các kỷ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đã thấy hình tượng và nghi danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm vi y học đêm mương hoa y phục vật báu đồ ăn uống vân vân để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ, thời chỗ nguyện cầu của kỷ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lại về nữa, này Vén Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như các kỷ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức điều nguyện, trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên vi y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường ngợi khiên hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thể đều thành tựu kể. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao liền đặng ngài Bồ Tát xoa đảnh thọ ký.
8. Được trí tuệ. Lại về nữa, này với Tha Bồ Tát, trong đời sau như các người thiện nam kỹ thiện nữ này sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị muốn động muốn tụng kinh điển ấy. Giao gặp động, bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến kẻ tháng kẻ năm vẫn không đọc tụng được. Những kỹ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đi mát bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng thường hoa y phục đồ ăn tất kể đồ ngộ cụ vân vân, cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong đỡ trước tượng Bồ Tát, một ngày một đêm sau đó cung kính chắp tay tỉnh đỡ uống, xoay mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chí tâm tịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tân rượu thịt tề dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chim bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thông vô biên dưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh, một phiên nghi đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sĩ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu cỡ nữa. Chính tai nạn tiêu trừ, lại về nữa. Này Vế Tha Bồ Tát, về trong đời sau như có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không tội nghiệp, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, viên thuộc chia lìa, hoặc các sự tay vệ cứ đến có nhiều nơi thân, luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự không tội ý trên đó sẽ tiêu sạch lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thấy điều an ổn vui vẻ. 10. Khỏi hiểm nghi. Lại vài nữa, này Vén Tham Bồ Tát, vào đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mẹ phải vào trong rừng núi hay là ve sông vượt biển, họ gặp nước lục lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được thế, thời đi ve nơi nào chốn nào cũng có các quỷ quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng lúc nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến giàu gặp các loài hùng sói sư tử vân vân, nhưng tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo Ngài Vén Tha Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy và nghi tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời giàu nói đến trăm nghìn kiếp cũng không hết được. Này Vén Tha Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi Tây Bề đây, mãi đến trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn được nói cỡ rằng: Tê Sim, Địa Tạng Xuất Oai Thần, kiếp số hằng xê khó tể trần, thế nghi một niệm chim ngũ lễ, trời người lợi ích sự không ngăn, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tặng sĩ xe vào đường dữ, chí tâm vi mạng đại sĩ thân, tuổi tạ thêm nhiều trừ tuổi dữ, trĩ thơ chấp mắt mị cùng che, huynh đệ chị im kỹ ruột rè, lớn không nghĩ đến điều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu lề, học vĩ học tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rằng viếng thuộc ở nơi nào, dầu xe ác thú cũng rê mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu treo, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong rê bê cội khỏi tử sanh, người này để phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình. Nghi tên vi y đón trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Các kỹ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tay ách, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xối xót mất, người này nghiệp chướng nó là mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọ cụ cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cự ngũ tân, rượu thịt tề dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chân lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rã tôn dung hiện thức, rồi liền đặng trí khôn lanh, đại thừa kinh giới nghi phê tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn
thầm giúp người kia có hệ tài chúng sanh nhiều khổ lại ốm đau. Cửa nhà họ họ người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không yên giấc, còn muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chim bể đại lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu tan. Nhận đến chim bao điều an, kẻ vĩ thần phù hộ của dư xài. Muốn về sông biển đến núi rừng cầm thú, độc nghi giật đón đường, ác thần ác vĩ mưa gió lớn, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển kẻ có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an xuống. Ván âm bốn nguy tê nói rõ, Địa Tạng vô lượng ôi thần đó, trăm nghìn muôn kiếp vật chẳng rồi. Rộng tiên đại sĩ đại xuất nợ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống do nghi phục, trăm nghìn béo điệp hưởng điều lành. Nếu hay đêm công đức hồi phép giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Ván âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hàng xe nhiều cõi nước, dặn dò cứu độ nhân thiên. Thêm về cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ 10B, 1. Đức Phật giao phó. Lúc đó, Đức Phật Thế Tôn với cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các Đức Phật ở mười phương khen ngợi tiên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đeo Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thiết, bất khả thiết tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ chúng đây. Một lần nữa đêm các hàng chúng sanh những kỳ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi bê cõi mẹ giao phó cho ông. Ông chớ đợi cho các chúng sanh đó phải đọa vào ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi là để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục e tì mãi đến nghìn bốn ức kiếp không lúc nào rơi khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh của diêm phù đề không định, phần đông đều viên thối ác thoảng, hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn tăng trưởng. Cũng vì lý đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức đó độ thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ăn cần đêm chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nêu trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, dùng bằng sợi lông, mẩy tròn, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ đỡ họ thối thoát. Lại vài nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau họ có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo, bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương thức cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kỳ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vui diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời này đời sau chúng thiên nhân, nay tê ân còn dặn bảo ông dùng đại thần thông phiền độ họ, đừng cho ác đạo đỏ vào trong. Hai, Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát vì gói chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cố xin Đức Thế Tôn cho lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kỹ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, cung cũng dùng trăm nghìn phương tiện đồ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghi các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. B. Hư không tạm bạch hỏi. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong Pháp học có một vị Bồ Tát tên là Hư không bạch tạng cùng với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đeo Lợi này, nghi đức Như Lai ngợi khen qua thần thế luật không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau họ có người thiện nam người thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghi danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kỳ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cũng mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại về vị lai mà nói luật việc ấy cho. 4. 28 điều lợi.
Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát lắng nghi cho kỹ. Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghi kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa đồ ăn, món uống, y phục bọc máu mà bố thí cúng dường ngợi khiên chim lễ, thời kỳ ấy được 28 điều đại ích như sau. 1. Các hàng trời rồng thường hộ niệm. 2. Vẻ lành càng ngày càng thêm lớn, mê chứa nhóm như vô thượng của thánh. 4. Mãi không còn thối thất đạo bồ đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lửa về nước. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính. 10. Các hàng vĩ thần thiêu hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Học làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều được tội ý. 18. Viên thuộc an vui. 19. Các tai họa bất ngờ dứt sạch. 20. Các hiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sợ trở ngại. 22. Đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ. 24. Nếu vào thời trước có phước thời được thọ sanh vào cõi vui sướng. 25. Các bậc tánh khen ngợi. 26. Căn tánh lanh lợi thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 5-7 điều lời lại về nữa. Này Hư Không Tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng vĩ thần ở hiện tại về vị lai nghi danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lỡ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, học nghi các sự và bổn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lỡ, thời sĩ đạn 7 điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không thối thất bồ đề. 5. Bổn lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Rút réo thành Phật. 6. Đại hội tán thán. Bây giờ bất khể thiết tất cả Đức Phật và Đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời rồng vân vân ở mười phương đến dự pháp hội đó. Nghi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, điều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đeo lợi rưới vô lượng hương hoa thiên y chuyển ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật về Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay về lui ra. Bổn thệ Địa Tạng, so nhân trong kinh tàn tật câm ngậm do tiền sanh, đời nay tụng kinh đại tụng đại thừa phước lợi vô cùng, viết xuyên báo vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đeo lợi Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sau chẳng ngớt, khắp lợi trời người khỏi khổ sầu. 2. Trời Etule dễ xoa thảy, đến nghi pháp đó nên trí tâm ủng hộ Phật pháp, khiến thường còn mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đối người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở. B. Nguyện các thế giới thừa an ổn, phúc trí vô biên lợi hoàng sanh, bao nhiêu tội nghiệp thảy điều trừ, xe lìa ác khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương hoa, hương so bốc dáng sáng, thường nhìn định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm tỳ khiêu chỗ ở, thường an lạc. Nam mô tội bề phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát mê he tát. Nam mô tội bề phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát mê he tát. Nam mô tội bề phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát mê he tát. Mê he tát
Mê he bác nhẹ bê lê mật đê tâm kinh. Vấn tự tại Bồ Tát hình thăm bác nhẹ bê lê mật đê thời chiếu kiến ngủ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xét lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xét lợi tử thị như phép không tướng, bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thuyệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc phép, vô nhãn giới nại trí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô minh tận, nại trí vô lậu tử diệt vô lậu tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc dĩ, vô sở đắc cố. Bồ đề tắc đỏa y bát nhĩ bê lê mật đê cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhĩ bê lê mật đê cố, đắc en nậu đê lê tam miệu tam bồ đề, cố tri bát nhĩ bê lê mật đê thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư, cố thiết bất nhễ bê lê mật đê chú, tức thiết chú quyết, yết đế bê lê yết đế, bê lê tăng yết đế, bồ đề tét bề he. Bạc nhất thiết nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ, đề rê ni, nam mô e di đê bề dê, đê thê dề đê dệ, đê diệt, điệt dệ thế e ri, e di rị đô bề tì, ê di rị đê tắc đêm bề tì, ê di rị đê tì kê lan đế, ê di rị đê tì kê lan đê, dề di rị nị, dề dề nê, chỉ đê kê lệ tê bề he. Nam mô e di đê dề nê, đê thê dề đê dệ đê diệt, điệt dệ thê e di rị đô bề dị tì, e di rị đê tắc tem bề tì, e di rị đê tì kê lan đế, e di rị đê tì kê lan đê, dề di nị dề dề nê, chỉ đê kê lệ tê bề he. Nam mô e di đê bề dệ, đê thê dệ đê dệ, đê được dệ thê e di rị đô bề tì, e di rị đê tóc đem bề tì, e di rị đê tì kê lan đế, e di rị đê tì kê lan đê, dệ di nị dệ dệ nê, chỉ đê nê kê lệ tê bề hê. E di đề Phật thân kim sắc, tướng hệ quang minh vô đẳng luân, bạch hào chuyển chuyển ngũ tu di, kém mục trần thanh tứ đại hải, vân trung hố Phật vô số ức, hố Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Vân A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Xem thập phương. Thập phương Tam Thế Phật A Di Đà đệ nhất cửu phẩm độ chúng sanh, ôi đức vô cùng cực nghĩa kim đại uy y, sám hối tam nghiệp tội, phàm hiểu chư phước thiện, chí tâm dụng hồi hướng, nghiệp đồng niệm Phật nhân, cảm ứng tùy thời hiện, lâm chung tây phương cảnh, phong minh tại mục tiền, kiến văn gia tinh tấn, đồng sanh cực lạc quốc, kiến Phật liễu sanh tử, như Phật độ nhất thiết, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thời nguyện độ chúng sanh, tổng giai thành Phật đạo, hư không hữu tận, nghĩa nguyện vô cùng,
hư không hữu tận nghĩa nghiệp vô cùng, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Nhất dễ lễ kính chư Phật, nhị dễ xưng tán Như Lai, tam dễ vãn tu cúng dường, tứ dễ sám hối nghiệp chướng, ngũ dễ tùy hỷ công đức, lục dễ tịnh chuyển pháp luân, thất dễ thỉnh Phật trụ thế, bát dễ thường tùy Phật học, cửu dễ hằng thuận chúng sanh, thập dễ phổ giai hồi hướng. Xém mười phương chư Phật bê đời, di đề bậc nhất chẳng rời quần sanh, xem vàng chính phẩm sẵn dành, ôi linh đức kể để thành vô biên, nay con dân tấm lòng thuyền quy y với Phật, xém liền tội căn, phước lành con có chi chăng, ít nhiều vước cũng nguyện rằng về tay, nguyện cùng với bạn tu đây, tùy thời cảm ứng hiện ngay điềm lành, biết giờ biết khắc rõ ràng, lâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương, thấy nghi chánh niệm hương thường, vãng sanh lạc quốc đồng nương hoa vàng, hoa nở thấy Phật rõ ràng, thốt vòng sanh tử độ an muôn lời, phiền não vô tận thuyệt thể dứt trừ, pháp môn tu học chẳng còn dư, chúng sanh nguyện độ bờ kia đến, Phật đều cùng nhau chúng trí như, hư không cõi nợ dẫu cùng, nguyện con cùng mãi chẳng cùng chẳng thiên, không tình cùng có đồng nguyện, trí màu của Phật đồng viên đồng thành. Xém phổ huyền nghĩa, nay con lại nguyện tu hành phổ huyền nguyện lớn, sẵn dành 10 môn, một lề nguyện lạy Thế Tôn, hiện thân trước Phật hết lòng kính tinh, hai kiêu Phật đức rộng thinh, lời hay tiếng tốt tận tình ngợi kê, bê thời sắm đủ hương hoa tràng phan, bảo cá dân tre cúng dường, bốn vì mê chấp làm đường, tham sân nghiệp chúng con thường xém luôn, năm si công đức vào muôn, của phàm của thánh con đồng vui ưa, sáu khi Phật chứng thượng thừa, phép màu con thỉnh để vừa trường treo, bảy lòng chẳng chút não lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dư, tám thường tu học đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con, chín thời chẳng dám mỏi mòn, dắt dìu muôn loại điều tròn pháp thân, mười đêm tất kể công hơn, mọi lời cùng hưởng khắp trần cùng vui, mười điều nguyện lớn nguyện rồi, nguyện về cực lạc nguyện ngồi tòa sen hồi hướng, phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc vãng vô lượng ven Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ cho minh liễu, phổ nguyện tội chướng tốc tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến thuật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, nghệ đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo phục nguyện. A Di Đà Phật thường lai hộ trì, linh nghệ thiện căn hiệu tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhân lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm thị thính phong minh, dụng phụng Di Đề giữ chư thánh chúng, thủ thất kim đài lan nghinh tiếp nghệ, nhất sát nê khoảng sinh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát đạo vãn độ chúng sanh, đồng thành chủng trí, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đề Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Bi Vinh Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, nhất thiết hiền thánh chúng, chư thượng thiện nhân. Tam tự vi y. Tự vi y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự vi y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự vi y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.